Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là câu chuyện về linh ảnh Đức Mẹ đến từ biển cả, đặt trên bàn thờ tuyên xưng đức tin trong đền thờ Thánh Phêrô. Một tờ nhật báo nổi tiếng kể lại câu chuyện về linh ảnh cổ xưa của Đức Trinh Nữ đã được đặt trên bàn thờ của Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô trong suốt các buổi cử hành phụng vụ ngày 31 tháng 12 cũng như ngày đầu năm mới ngày 1 tháng 1. Linh ảnh giống như một người tị nạn trốn thoát khỏi bạo lực, chiến tranh tàn phá thành Constantinople vào năm 1453. Người tị nạn này lên một con tàu lái buôn tới thành phố Napoli, nước Ý. Tuy nhiên, khi tới gần bờ biển Salerno, một cơn bão lớn đã khiến con tàu bị chìm. Giống như hầu hết thủy thủ đoàn cũng như hàng hóa trên thuyền, chẳng ai biết về người tị nạn ấy, linh ảnh Đức Mẹ. Mãi cho tới một thời gian sau đó, một người thợ nề khi đang tìm cát trên bờ biển Bangkok, anh chạm thấy thứ gì đó bất thường. Và đó chính là linh ảnh Đức Mẹ thành Constantinople, hay Salerno còn gọi là Đức Mẹ đến từ biển khơi. Để kính nhớ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, linh ảnh được đặt cạnh bàn thờ tuyên xưng đức tin trong đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 31 tháng 12 và ngày 1 tháng 1. Đó có thể là phần kết của một trong số biết bao câu chuyện xảy ra thường nhật. Trong số đó có rạp hát Mare Nostrum, nơi mà hàng ngàn người tị nạn tìm kiếm nơi ẩn trú và trốn thoát khỏi chiến tranh, đói kém. Họ mạo hiểm lên đường, đôi khi phải trả giá bằng chính mạng sống mà Đức Thánh Phanxicô gọi là một nghĩa trang lạnh lẽo, không bia mộ. Tuy thế, chuyến lưu hành của linh ảnh cũng có một kết thúc có hậu. Bởi lẽ, người thợ nề kia đã vô tình tìm thấy một kho báu, một món quà của mẹ Maria dành cho thành phố Salerno. Như thế, người tị nạn là người mang phước lành và ân sủng, còn người thợ nề đã cứu mẹ Maria khỏi những con sóng. Mẹ đã trả ơn bằng sự che chở, bảo vệ cho tất cả người dân thành phố. Truyền thống kể lại rằng, người thợ nề ấy sau khi dùng cuốc chạm tới chân tượng của Đức Mẹ, anh đã bị liệt cả hai tay. Vì thế, anh ta bắt đầu la hét để được giúp đỡ. Khi mọi người tới giải cứu, anh ta đào sâu hơn nữa xuống cát và đã tìm thấy linh ảnh. Được nhận ra bởi những thủy thủ sống sót đã mang linh ảnh đi khỏi thành Constantinople. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của các thầy dòng Augustino, có một cộng đoàn cạnh bãi biển nơi tìm thấy linh ảnh Đức Mẹ. Trong khi người dân reo hò vì phép lạ, các thầy muốn đưa linh ảnh về nhà thờ của nhà dòng và tổ chức một cuộc rước. Ngay cả những quả chuông chẳng ai chạm vào nhưng cũng tự động ngân vang để mừng lễ. Linh ảnh được đặt trong nhà nguyện Chúa Thánh Thần của gia đình Maza, nhưng lại biến mất vào ngày sau đó. Rồi linh ảnh được tìm thấy trong chuồng ngựa của gia đình và các chú ngựa đang quỳ gối thờ lạy trước linh ảnh. Linh ảnh lại được đưa về nhà thờ, nhưng một lần nữa lại xuất hiện trong chuồng ngựa, giống như là người tị nạn. Maria muốn cùng chia sẻ chung cảnh ngộ với bao người tuyệt vọng, khốn khổ, không thể tìm được chỗ ở trong nhà tòa lộng lẫy, mà trong những nơi trú ẩn tạm bợ. Sau đó, các thầy dòng Augustino đã biến chuồng ngựa thành một nhà nguyện, nơi các tín hữu có thể đến kính viếng. Với việc xây dựng nhà thờ Thánh Augustino, linh ảnh được đặt bên trong nhà nguyện cạnh, sau đó chuyển lên bàn thờ chính. Linh ảnh Đức Mẹ đến từ biển khơi, khắc họa Đức Maria trên ngai vàng, mẹ mặc áo choàng xanh, viền đỏ, diễm lệ với viền vàng. Tay trái, mẹ bế Chúa Hài Nhi, tay phải, mẹ chỉ vào người để các tín hữu cùng thờ phượng. Chúa Giêsu mặc áo choàng đỏ, cánh tay phải Ngài giơ lên để ban phước lành cho dân chúng. Phía bên trên bức ảnh có hai thiên thần thờ lạy và trợ giúp mẹ Maria. Việc thực hiện bức ảnh diễn ra khoảng thế kỷ thứ 14. Linh ảnh diễn tả mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa và là người dẫn đường chỉ lối. Linh ảnh cũng nói với các tín hữu
và cho thấy sự chuyển cầu của mẹ. Chúa con đã nhận lời và người đã giơ tay lên chúc lành. Mẹ Maria chỉ cho toàn thế giới biết Chúa hài lòng, mời gọi tất cả noi theo người, trong khi Chúa Giêsu ngắm nhìn mẹ, môn đệ đầu tiên của người. Theo truyền thống, vào mỗi Chủ nhật đầu tiên tháng 8 hàng năm, thánh lễ được tổ chức long trọng cùng một cuộc rước kiệu trên bờ biển để kỷ niệm sự kiện tìm thấy linh ảnh Đức Maria. Bức ảnh cũng được rước trên một chiếc thuyền đánh cá để ghi nhớ việc linh ảnh dạt vào bờ biển Salerno. Qua nhiều thế kỷ, lòng sùng kính đối với linh ảnh Đức Mẹ đến từ biển khơi ngày một lớn thêm. Ngày 15 tháng 12 năm 1901, kinh sĩ tòa thánh đã công bố sự đăng quang và đính vương miện trên linh ảnh, diễn ra vào ngày 6 tháng 8 năm 1922. Năm 1972, theo sắc lệnh của Đức Tổng Giám Mục, nhà thờ giáo xứ Thánh Augustino được nâng lên thành đền thờ kính Đức Maria đầu tiên của thành phố Salerno.